Rồi, xin chào các bạn ha. Đây là chiếc Vios mình mới vừa mua luôn các bạn. Chiếc Vios này mình đặt hồi ngày 28 tháng 11. Thì đợt đó có rất nhiều những cái khuyến mãi giảm tiền mặt rồi tặng phụ kiện, tặng gói bảo hiểm vàng. Nói chung là tổng cái lăn bánh của chiếc xe này thì đợt đó mình mua là 492 triệu. Đây là chiếc Vios số sàn các bạn. Thì cái đời này thì mình thấy được ưu ái rất là nhiều, từ cái phiên bản cao cấp đến cái phiên bản số sàn thấp nhất thì tiêu chuẩn của nó đều là mâm phay rồi xi nhan trên gương. Nói chung là nhìn sơ lược qua thì nó cũng không có khác nhiều so với cái bản cao cấp, cũng như là có luôn anten vẫy cá nè, rồi tiêu chuẩn luôn là cam lùi và cảm biến lùi, nó đều có sẵn ở trên cái phiên bản số sàn này luôn ha. Đó, đây là tổng quan cho các bạn thấy là chiếc Vios số sàn này như thế nào. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất ở mặt trước đó là cái đèn. Đó, cái bản số sàn này thì cái đèn của nó toàn là đèn halogen. À, được cái là cái đèn gầm này được cái bóng led nè, mà nói chung là nó cũng không có sáng lắm. Cái đời này thì được trang bị luôn đèn gầm là mình thấy là nó cũng rất là ưu ái cho cái dòng này nè. Đó, đây là sơ lược cái vòng ngoài như các bạn thấy. Hôm nay thì gia đình mình có một chuyến đi đám cưới ở Bình Phước, bây giờ ở nhà đang chuẩn bị sửa soạn thì sẵn đây mình cũng quay một vòng cho các bạn xem cái chiếc Vios của mình ha. Đây thì cái Vios này thì nội thất của nó là toàn là màu đen các bạn. Ghế cũng được bọc da luôn, mà da này chắc là da simili chứ không phải da thiệt. Đó. Rồi, mình bước vào trong. Thì để mình coi. Xe này chạy được 189 km rồi các bạn. Đó, thì cái bản Vios số sàn này cũng được trang bị luôn là cái màn hình. Màn hình này có tích hợp Apple CarPlay luôn nha các bạn. Đó. Rồi đợt khuyến mãi này cũng được tặng luôn là cái camera hành trình nè. Rồi nói chung là thì cái bản số sàn này nó không có được cái trang bị cái bệ tì tai các bạn. Bệ tì tai này thì mình có đặt mua rồi, và bữa giao vô thì giao rồi mình sẽ lắp vô thì nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn ha. Nguyên bản của nó thì nó không có cái bệ tì tai ở đây, cái bản hấp này nó không có. Rồi ở bên cửa tài thì nó cũng có là gập gương điện nè, gương điện chỉnh điện, rồi khóa lóc cửa, rồi cửa bên tài auto, rồi mấy cái cửa phụ thì bấm phải giữ. Nói chung là nó cũng trang bị cơ bản thôi. Vô lăng thì không có tích hợp phím bấm. Với cái tầm giá này thì mình thấy là chiếc Vios số sàn này đi rất là phù hợp luôn. Trong phân khúc thì mình có nghiên cứu qua rất nhiều loại, rất nhiều xe như là Hyundai Accent, nó cũng cùng phân khúc này. Nhưng mà Hyundai Accent cái đợt cuối năm này nó không có được giảm sâu bằng chiếc Vios này. Với lại là theo cá nhân mình thì thích xe Nhật hơn. Thì Toyota này được nhiều cái lợi về sau, giống như là chi phí bảo dưỡng nuôi xe nữa cũng rẻ hơn. Tại vì mình có trước khi chạy qua xe Toyota thì mình từng chạy qua cũng nhiều dòng xe, không phải xe của mình nhưng mà xe công ty. Mình chạy xe công ty thì cũng cũng gần chục năm các bạn, chạy qua rất nhiều dòng xe. Thì đặc biệt cái là mình thấy là Toyota thì cái chi phí bảo dưỡng nuôi xe này nó rẻ hơn những hãng khác. Nên là mình quyết định mình chọn cái bản Toyota Vios số sàn này để đi gia đình, để tiết kiệm, gọi là ăn chắc mặc bền mà.
Nói chung thì số sàn thì nó cũng được, số tự động thì hay mình thấy là số tự động thì đúng là chạy nó sẽ êm ái nhẹ nhàng, nó thích hơn, nó ngon hơn. Nhưng mà tại sao mình mua số sàn là tại vì kinh phí nó eo hẹp, nói chung là hẳn là vậy đó. Mình chạy số sàn thì nó hơi cực hơn chút, nhưng mà được cái là số tiền mình bỏ ra ban đầu thì nó rẻ hơn số tự động. Cái số sàn này thì trên với cái bảng giữa số tự động mình cũng năm mấy 60 triệu các bạn, năm mấy 60 triệu đó thì mình có thể làm được nhiều thứ khác. Cái xe này thì nguyên bản đó mình đem về thì nó y thinh vậy, mình chưa có làm gì hết, chưa có trang bị hết, thì để mình sử dụng thời gian mình thấy cái nào mà cần thiết nhất thì mình sẽ trang bị sau. Nguyên bản của nó là sàn nỉ, thảm nỉ, thì cái này chắc là tương lai mình sẽ đi bọc lại, chứ sàn nỉ này lâu ngày nó cũng dơ lắm, khó vệ sinh. Cái này cái sàn nỉ là phải bọc lại các bạn. Đó, tắp bi này cũng cần bọc lại luôn. Chung là Vios này thì mình thấy là được cái là bên trong nó rất là rộng rãi ha, phân khúc của nó mình thấy nó rộng rãi, nó rộng hơn Hyundai Accent đó, theo mình cá nhân mình thấy vậy. Còn nói về form dáng á thì đúng là cái chiếc Hyundai Accent nó đẹp hơn chiếc này đó. Về cái form dáng thì chiếc Hyundai Accent á, thì cái bề cao này nó hấp xuống, nó nhìn cái xe nó trường, nó dài hơn, rồi nhìn nó form dáng đẹp. Nhưng mà nó được cái này mất kia các bạn, và cuối cùng mình quyết định chọn chiếc Toyota Vios này đó. Chung là toàn bộ là nguyên bản hết, gia đình chuẩn bị đi đám cưới nên là cũng chuẩn bị một số đồ trên xe rồi, chuẩn bị đi, tranh thủ thời gian mình quay sơ lược cho các bạn xem ha. Rồi vậy thôi, bây giờ mình kết thúc nha, có gì mình sẽ quay tiếp chia sẻ cho các bạn về cái xe Vios này. Chào các bạn, trước sau mình là chiếc Toyota Vios mình mới vừa mua cách đây vài ngày đấy các bạn. Đây là chiếc Vios 2022 mình mua đợt cuối năm ngày 28 tháng 11 các bạn, đợt khuyến mãi cuối năm nên là được nhiều cái ưu đãi. Mình lăn bánh chiếc xe này với giá là 492 triệu. Thì hôm nay gia đình mình có chuyến đi đám cưới ở Bình Phước. Bây giờ còn rảnh thời gian mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem chiếc Vios này nó được trang bị những gì ha.